Tôi nghe nói là trà dạo cổ lam có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp rất là tốt. Tôi bị bệnh tiểu đường, muốn dùng trà dạo cổ lam để điều trị bệnh, nhưng huyết áp của tôi lại thấp. Vậy cho tôi hỏi là người huyết áp thấp thì có thể sử dụng trà dạo cổ lam được hay không? Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Người huyết áp thấp thì hoàn toàn có thể sử dụng trà dạo cổ lam để điều trị bệnh đường bình thường bạn nhé. Trà dạo cổ lam là một trong những loại trà thảo dược có tác dụng ổn định huyết áp, điều trị bệnh tiểu đường, men gan cao, điều trị bệnh mỡ máu rất là hiệu quả. Ở đây tôi xin nhấn mạnh về tác dụng ổn định huyết áp của trà dạo cổ lam. Tác dụng này vừa điều trị huyết áp cao và vừa điều trị cả huyết áp thấp. Đối với những bệnh nhân bị huyết áp thấp thì trà dạo cổ lam sẽ làm cho huyết áp của bạn tăng và trở nên ổn định. Đối với những bệnh nhân bị huyết áp thấp thì khi sử dụng trà dạo cổ lam thì nên sử dụng với một lượng vừa phải và một lượng nhỏ để cơ thể thích ứng dần. Sau khoảng một tháng thì bạn sẽ thấy huyết áp dần ổn định. Kết hợp sử dụng trà dạo cổ lam với luyện tập thể dục thể thao thì sẽ giúp cho quá trình điều trị huyết áp thấp của bạn được tiến triển nhanh hơn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.